Chào tất cả anh em, xin chào tất cả quý khách. Mấy ngày lễ này thì mình cũng ở nhà thôi, thì mình không có đi ra ngoài. Ở nhà mua cái bộ sạc mặt trời này đó, mua ở trên Lazada. Nói chung là đồ là của Trung Quốc, mình lấy mình khui rồi đó, mua có 151.000 đó, từ Trung Quốc về luôn. Chờ cũng hơn tháng, do nó bị dịch này là nó bị cấm biên đó, mua hàng về khá lâu. Nói chung thì về mình mở ra rồi mình thấy, nói chung thì cái hàng thì mình chưa có xài, nhưng mình thấy nó thì mình cũng khá là hài lòng. Tại vì cái nó làm cái độ mà tinh tế thì cũng rất là tốt đó. Nhìn thấy cũng chắc đó, nó có một nó cái độ mà sắc sảo của nó cũng rất là ok, mình thấy không? Đó. Cái kích thước cái này nó cũng đây nó có một cái mình sẽ mở luôn cho anh em coi bên trong luôn. Đây là cái bảng mà trong cái tờ giấy catalog của nó. Kích thước này thì cái này nó nặng khoảng 179 gram nè, anh em coi kích thước nè. Dài rộng cao đó, 12.5 với lại 11.2 với lại 34 mm. Nói chung là cũng khá là ok, cầm chắc, màn hình nó cũng khá rộng ha. Để cho anh em mình thao tác. Còn này mình mua cái con này có mượn bé thôi, cho mình sử dụng cho cái đèn ngoài sân sân vườn ngoài sau của mình, để dành mình tưới cây này kia luôn. Nó nạp điện từ tấm pin cũng khá lớn, 100W thôi. Chung cái bạn bộ mặt điện mặt trời nhỏ nhỏ thôi. Thì ở đây là cái mình thấy cái này nó có được cái hiển thị luôn cái điện áp bình nè. Rồi dòng của cái tấm pin nè. Đó, rồi dòng sạc nè. Rồi điện áp của cái tấm pin nè, rồi dung lượng của cái bình đó, mình thấy cái này thì nó cũng này là cũng khá là ok á. Tại có một số cái thằng sạc mặt trời á, thì không có hiển thị cái dòng sạc với lại cái dung lượng, chủ yếu là hiển thị cái điện áp thôi. Mình thấy đa phần là có hiển thị cái điện áp thôi đó. Thì hướng dẫn sử dụng thì mình cũng chưa xài nữa, mình coi này chắc cũng rất là dễ, giống như mấy cái hướng dẫn ở trên cái những cái ấy khác thôi. Thì bữa nay thì mình giới thiệu với anh em, rồi sẵn mình mở luôn bên trong ra luôn, anh em mình coi, anh em mình nghiên cứu ha. Này còn mới luôn á, mình mới nhận hết thầy luôn, bây giờ là mở luôn đó. Mình cũng hay tò mò lắm. Này nó làm bằng cái miếng kim loại chứ bằng sắt, nói chung chắc nó giải nhiệt mấy cái linh kiện bên trong đó. Đó, này mình coi. Mua thì nói chung thì nó cũng khá lâu. Tại lúc này đang dịch bệnh đồ này kia, ship được cũng căng lắm. Đó. Này có một cái tấm giải nhiệt ha, làm đây cũng khá chắc. Đây là cái linh kiện bên trong. Nói chung là làm ở cái mức độ là cũng gọi là khá hoàn hảo. Để mình mở luôn cho. Bốn miếng cái tấm sắt này để chắc là để giải nhiệt ba cái con này nè. Đó. Mở luôn bốn con này ra luôn. Nè mình xem. Để mình xem và nghiên cứu nha, chứ mình không có gành. Mình phân tích kỹ thuật của cái này đâu. Đây, để mở ra luôn rồi. Hết luôn cho anh em nghiên cứu. Này là sạc thường thôi chứ không phải là sạc MPPT gì đó. Đây mình mở ra anh em coi. Đây. Đây, cái bộ đây là cái toàn bộ những cái chắc đây là cái con cảm biến ha. Cái đèn đèn nè. Mình thấy đèn đèn nó nằm trên cái đầu này nè. Đó chứ mình coi mình hướng dẫn cái cảm biến này là cái con cảm biến. Đây, nó làm cũng là khá là sắc sảo. Này con cái màn hình LCD khá rộng. Ha. Hai cái cổng sạc USB này chắc để boost lên 5V nè. Đó, USB này chắc gắn điện nguồn song song thôi. Đó, hai nguồn này nối nó song song thôi. Chứ cũng không có riêng được, nó song song thôi. Còn nguồn này cũng hai cái nguồn này cũng nối song song luôn nè. Nè, hai cái nguồn hai trên đây nè. Chứ cũng nối song song nè. Đó là mình coi, nếu mình ngồi mình rảnh mình coi coi nó lấy được nguồn từ đâu thì mình cũng sẽ coi được thôi. Này cái miếng giải nhiệt đây. Gì đây mấy cái nút bấm cũng ok, nút bấm này là bình thường hết, nút bấm này là bình thường đó.
ngành LCD. Trên đây mình thấy nó có hai con chip nè, hai chip này chắc nó để nó điều khiển, nó hiển thị cho cái màn hình nè đó. Rồi giờ nó có nhiêu đây thôi à? À rồi anh em mình xem và nghiên cứu, nó có con cảm biến nè, con cảm biến này chắc cái con cảm biến nhiệt độ, cảm biến nhiệt độ đầu nhựa ha. Rồi anh em xem và nghiên cứu, mình trải nghiệm thử cái bộ sạc này. À, thấy cái độ hoàn thiện cũng rất là ok, linh kiện còn làm rất là ok cứng. Mình bữa nào mình rảnh là nếu mà nó hư đó, là mình xả luôn cái con ra luôn, mình coi thử nó là cái con gì nó hư, mình có thay được hay không. Mình nghĩ chắc là thay được. Rồi cảm ơn em đã xem cái video của mình. À, có gì thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình, là mình sẽ mở những cái làm những cái video khác cho anh em mình xem. Thì mình sẽ làm một cái này mình sẽ gắn vào cái bộ pin mặt trời, rồi mình sạc, rồi mình làm cái vừa tưới cây. Thì mình cũng có gắn mấy cái máy bơm đồ van đồ sẵn hết rồi, để mình làm xong rồi mình sẽ quay cho anh em mình coi ha. Rồi cảm ơn bà, xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em.